Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Video ngày hôm nay, cơ sở bên em sẽ giới thiệu với quý anh chị bộ ghế Minh Thúng trên chất liệu là gỗ gõ đỏ ba chi. Nhưng mà với bộ bàn ghế này thì trước tiên thì cơ sở xin phép quý anh chị là cho bên em gọi là bán chênh lên một vài triệu nhá. Đó, bởi vì cũng gần Tết rồi, năm nay thì kinh tế khó khăn nữa, cho nên là cơ sở bên em xin phép lên một bộ ghế mấy triệu, nói chung là để kiếm tiền tiêu Tết. Dạ rồi, qua cái mấy triệu đó thì bên em sẽ chia sẻ cho quý anh chị những cái chi tiết mà nó được nâng cấp lên, nó khác biệt so với các cái phiên bản cũ và khác với những cái sản phẩm gọi là bình thường ở trên thị trường nhá. Chứ lấy không của quý anh chị mấy triệu thì thật sự với quý anh chị là cũng áy náy lắm. Đó, buôn bán mà gọi là lấy tiền của khách, gọi là không trả cho khách cái gì hay hơn thì đó, rất là không được. Dạ rồi, trên này là bộ ghế Minh Thúng, nhìn thì sơ qua thì anh chị thấy thì nó cũng bình thường thôi, nó chẳng có khác gì so với một bộ ghế bình thường về cái mẫu mã cả, nhưng mà về cái độ dày nó đã khác biệt nhá. Đây là cơ sở bên em làm cái bộ sản phẩm này, có tiêu chuẩn mặt của nó là 3 phân, mặt 3 phân đậu và nó là ván một tấm luôn nha quý anh chị. Thay vì bình thường thì anh chị thấy là mặt nó chỉ có 2 phân và 2 phân rưỡi thôi, nhưng mà đây là mặt 3 phân. Đó, và với cái bộ mặt này thì cơ sở bên em làm với cái chiều sâu mặt của nó là đi 55 phân. 55 phân. Đó, mặt ngồi nếu mà tính từ cái điểm tựa ra là 51 phân. Để mà nói rằng với kích thước này thì nó bằng với cái độ sâu của một bộ ghế cột 12 Minh Quốc Đào thuộc hàng VIP. Đó, hàng VIP thì nó sẽ có cái độ sâu là khoảng 50. Còn hàng thường thì chỉ có từ khoảng bốn mấy thôi, 45, 46 thôi. Đó, cho nên kích thước của bộ ghế này nó là khác biệt với quý anh chị. Đó, tiếp theo nó là ghế băng dài. Cái ghế băng dài thông thường ấy, anh chị mà thấy một cái bộ bàn ghế này thì nó sẽ có một cái kích thước rất là vừa phải thôi, nhưng mà ở đây thì bên em nâng cấp lên cái chiều dài. Đó, ở đây thì cái băng của nó dài 1m7 và bình thường cái băng này là dài 1m6 nha quý anh chị, bình thường sẽ là 1m6. Bởi vì khi mà ngồi trên cái ghế này anh chị tự dưng thấy là nó có ba cái điểm tựa này nó cách xa nhau một chút, đó là một phần ở kích thước này chúng em đã lấy dài ra. Đó thì bình thường em tính là bây giờ 1m6 mà ví dụ ngồi ba người, ngồi ba người thì có vẻ như là nó hơi chật, cho nên em kéo kích thước của cái bộ ghế này nó dài ra một chút để thực tế cái quá trình mình sử dụng với quý chị nó sẽ thoải mái hơn. Dạ vâng, sơ qua cho quý chị chúng ta về cái gọi là cái form dáng và kích thước của nó. Thực ra thì so với tiêu chuẩn trước thì bộ này nó cao hơn chỉ có mấy triệu thôi, nhưng mà nó đầu tư vào những cái chi tiết như vậy, đó là một trong số những chi tiết nhé. Tiếp theo thì về phần chân, chân của mẫu ghế này được cơ sở làm vẫn tiếp tục là chân 8, nhưng mà có thay đổi một chút so với kiểu chân trước thì chân này được làm theo kiểu là chân hoa lá tây, và chân dưới thì được làm theo kiểu là chân nai, chân móng rất là đẹp. Đây là một cái kiểu chân. Thực ra thì kiểu chân này nó không phải kiểu chân mới nha quý anh chị, nó là một cái kiểu chân đã có từ lâu rồi, và thị trường thì bây giờ người ta cũng đã làm lại kiểu chân này. Đó, và trên cái bộ bàn ghế này thì sơ qua một chút về kích thước của dàn mặt. Đó, mặt bàn thì ở đây cơ sở bên em làm với kích thước của nó là rộng, chiều rộng của nó đi 55 phân, 55 này. Đó, còn chiều dài của mặt bàn đang là 1m25, so với bàn thường là 50m2. Thì ở đây là một cái bàn nó cũng rộng hơn. Nói tóm gọn ra thì bộ ghế này chúng em đưa kích thước của nó rộng ra để cho cái sản phẩm nó thực sự là thoải mái hơn, chúng ta ngồi nó xứng tầm hơn nhé. Dạ vâng, và trên chất liệu là gỗ gõ đỏ hoàn toàn 100%, chất cây còn nguyên mộc nguyên thô. Với bộ bàn ghế này thì nó sẽ thuộc dạng là cân đối phù hợp cho những cái không gian phòng khách nhỏ của quý anh chị loanh quanh chừng khoảng mười mấy 20 m², chúng ta cân đối dùng là đẹp nhất. Và nói chung thì để mà mua được một cái bộ bàn ghế mặt 3 phân nguyên tấm như thế này mà trong phân khúc giá có 30 mấy triệu thôi thì nó là một cái điều rất là tốt. Đó, và bên em công khai báo giá với quý anh chị bộ ghế này có giá hoàn thiện của nó là 32 triệu anh chị nhé, 32 triệu thì nó lệch hơn so với hàng thường khoảng chừng đi 3 triệu so với hàng thường, nhưng mà chất lượng của nó khác biệt hoàn toàn. Về cái chất cây, chia sẻ cho quý anh chị chúng ta về cái sản phẩm này. Cái gầm đáy của nó thì bên em đóng rất là sạch sẽ, quý chị có thể xem gầm ở dưới này. Đó, chất cây rất là đẹp, sạch sẽ và
Đây là những cái cây chúng em làm rất là dày, 5 phân này. Đó, đây là cái một cái chi tiết để mà nó tăng cường độ cứng cho cái góc này thôi. 5 phân và 4 phân rưỡi. Đấy, gầm rất là sạch sẽ, tuyệt vời. Đó là cái chất lượng của cái bộ sản phẩm này. Mặt ghế thì dày 3 phân. Mặt này thì quý anh chị yên tâm. Đó là độ dày này thì chúng ta ngồi thì quá thoải mái luôn. Ở bên này là ghế băng, cứ chúng ta cùng xem gầm nhá. Dạ vâng, phần gầm nó sạch như là một cái bức tranh luôn. Nó không có một cái gì gọi là phải nói là tì vết gì ở đây cả, đúng không ạ? Nó sạch như là một bức tranh. Quá là đẹp, quá tuyệt vời. Mặt 3 phân nguyên tấm và đóng trên cái mẫu bàn ghế như thế này. Quá là chất lượng nhé. Năm 2024 rồi. Anh chị thấy không ạ? Những cái sản phẩm quay cho khách rất là cẩn thận, làm nên những cái sản phẩm nó phải thật sự là chất lượng như thế này mới bán được hàng cho quý anh chị. Đó, mẫu này thì nó có ưu điểm đó là nhỏ gọn, và nhìn cái lối thiết kế của nó thì nó không có bị gọi là theo kiểu là mình gọi là bị quê mùa đấy. Đó, nó không có bị tình huống như vậy. Đó, mà giá của nó thì lại cân đối rất là tốt. Vâng, và với bộ bàn ghế này thì cơ sở chúng em là quay tại xưởng sản xuất. Đó, và còn bộ bên trong này, mời quý chị vào xem. Nhân tiện thì khoe với quý anh chị một chút nhé. Khoe thôi chứ chưa có thời gian lên sóng. Đó là siêu phẩm còn sót lại. Có thể nói bây giờ ở Việt Nam nếu mà bộ ghế như này thì nó sẽ chỉ còn trên đầu ngón tay thôi, chứ không thể có nhiều được. Thôi để dành đi, để dành ngày mai ngày mốt đi em quay video cho quý anh chị chúng ta xem xong. Bởi vì có thời gian cơ mình mới soạn được cái nội dung quý anh chị. Bên trong này là một bộ nữa này. Chúng em có hai bộ nha quý anh chị. Hai bộ rất là đẹp. Đấy, để quý anh chị nào yêu thích thì có thể tới bên em mua mua một bộ cũng được, mua hai bộ thì càng tốt. Hoặc là có quý anh chị nào mà nhiều anh chị càng thích đặt càng nhiều thì em lại càng sướng. Đó, càng có công ăn việc làm. Đó, dạ vâng. Cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Bộ ghế cột 20 to đùng đùng này thì hẹn quý anh chị ở trong những video sau. Cảm ơn quý chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.